Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga. Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga, làm ít nhất 137 người không qua khỏi. Lời cáo buộc của ông Botnikov ngày 26 tháng 3 là phát biểu mới nhất của giới chức Nga liên quan tới câu hỏi ai là kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại nhà hát Krakow City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga. Tới nay, làm ít nhất 137 người không qua khỏi và khiến hơn 180 người khác bị thương. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng họ Ukraine tham gia vào vụ này. TASS dẫn lời ông Botnikov, lãnh đạo FSB không đưa ra bằng chứng nào khi đáp lời phóng viên, nhưng nói FSB có thông tin cho thấy sự tham gia của Ukraine. Ông cũng lưu ý tới nay FSB chưa xác định được ai là người cụ thể chỉ đạo vụ tấn công. Theo Reuters, lời nói của ông Botnikov phản ánh quan điểm diều hâu trong chính quyền Nga. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng nói chắc nịch, dĩ nhiên là Ukraine khi được hỏi về việc liệu ISIS hay Ukraine là bên đứng sau vụ tấn công trên. ISIS là tổ chức Hồi giáo nổi lên ở Trung Đông cách đây 10 năm, muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo. Hôm 22 tháng 3, ngày xảy ra vụ xả súng gần Moscow, IS đã nhận trách nhiệm. Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc nói nước này liên quan đến khủng bố ở Nga. Ngày 26 tháng 3, đáp lại ngay lập tức cáo buộc của phía Nga, cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine khẳng định ông Botnikov đã nói dối. Những lời dối trá đã được ông Patrushev và sau đó là người đứng đầu FSB Botnikov chính thức phát tán, ông Podolyak viết. Các diễn biến mới này là lần đầu tiên giới an ninh Nga nhấn mạnh Ukraine là thủ phạm vụ tấn công khủng bố trên và cũng là lần đầu tiên những cái tên như Anh và Mỹ xuất hiện công khai trong tuyên bố của lãnh đạo một cơ quan FSB tính tới nay. Những phát biểu nhạy cảm này được đưa ra khi Nga đang điều tra, trong đó có thông tin nói các điều tra viên đã tới Tajikistan để thẩm vấn gia đình nhóm nghi phạm bị bắt. Chưa rõ các thông tin vừa qua, bao gồm từ Tajikistan nếu có, đóng vai trò gì trong kết luận của ông Botnikov và ông Patrushev. Tuy nhiên, nó phản ánh thực tế rằng giới chức Nga chưa bao giờ thôi hoài nghi về vai trò của Ukraine và cả phương Tây trong vụ này. Tổng thống Nga Putin từng thừa nhận vụ tấn công ở Moscow hồi tuần trước là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, song cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó. Ông cho rằng những kẻ tấn công đã lên kế hoạch tẩu thoát sang Ukraine trước khi bị bắt. Vụ khủng bố ở Moscow khiến Nga và một đồng minh lâu năm chia rẽ. Tổng thống nước này vội lên tiếng. Theo Business Insider, phản ứng của Nga sau vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 ở Moscow có thể gây chia rẽ giữa Nga và một trong những đồng minh lâu năm của nước này. Ủy ban điều tra Nga cho biết các tay súng đã nổ súng bên trong Krakow City Hall, địa điểm tổ chức một buổi hòa nhạc khiến 137 người không qua khỏi và ít nhất 145 người khác bị thương. ISISK, một nhánh của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mỹ cũng nói rằng nhóm này đứng đằng sau vụ tấn công. Trích dẫn thông tin tình báo. Truyền thông nhà nước Nga cho biết 4 nghi phạm được xác định là công dân Tajikistan. Tajikistan, một quốc gia ở Trung Á có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Nga và từng là một phần của Liên Xô, hiện là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã hy vọng tổ chức này sẽ giống như một phiên bản NATO của các nước thành viên. Theo Business Insider, có ý kiến cho rằng những kẻ tấn công đến từ Tajikistan có thể gây ra căng thẳng mới giữa nước này và Nga. Tuy nhiên, Tajikistan đã cố gắng tránh xa vụ tấn công khủng bố. Tờ Moscow Times đưa tin, Bộ Ngoại giao Tajikistan khẳng định thông tin cho rằng công dân của họ liên quan đến vụ khủng bố là giả mạo. Bộ Nội vụ nước này cũng cho biết hai trong số các nghi phạm được truyền thông Nga nêu tên ban đầu đang ở Tajikistan vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố. Trong khi đó, theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon hôm 24 tháng 3 nói với Tổng thống Nga Putin rằng những kẻ khủng bố không có quốc tịch, không quê hương và không tôn giáo. Theo Business Insider, trong khi mối quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên đang phát triển, Nga lại càng bị cô lập hơn trên trường quốc tế kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ngay cả những đồng minh lâu năm có quan hệ văn hóa và kinh tế chặt chẽ với Nga, bao gồm Tajikistan, cũng thể hiện sự thất vọng. Vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Tajikistan Rahmon từng yêu cầu Nga phải tôn trọng đất nước mình. Theo Mail Online, Tổng thống Rahmon cho biết, Tajikistan đã phải cầu xin Nga tham dự một diễn đàn ở Tajikistan.
Chúng tôi không bao giờ được đối xử như một đối tác chiến lược, không có ý xúc phạm nhưng chúng tôi muốn được tôn trọng, ông Ramon nói. Mối quan hệ của Nga với các thành viên CSTO khác cũng ngày càng căng thẳng. Các chuyên gia về Nga và các quốc gia hậu Xô Viết trước đây từng nói với Business Insider rằng liên minh này đang sụp đổ. Một số chuyên gia cho biết các thành viên CSTO đang nhìn vào cuộc chiến tại Ukraine và tin rằng Nga giờ đây khó có khả năng bảo vệ họ, thậm chí có thể đưa ra quyết định tấn công họ. Đầu năm nay, Tổng thống Armenia cho biết nước này đã quyết định đình chỉ tham gia CSTO sau khi thường xuyên chỉ trích tổ chức này và Nga. Belarus cảnh báo đáp trả bằng vũ lực nếu xảy ra khiêu khích ở biên giới. Tổng thống Belarus thị sát đơn vị xe tăng gần thị trấn Asmiani, sát biên giới với Litva, cảnh báo sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực nếu xảy ra khiêu khích ở biên giới. Một kênh Telegram thân cận với chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa thông tin về chuyến thăm này. Tôi tuyên bố công khai, bất kỳ hành động khiêu khích đều phải bị ngăn chặn bằng biện pháp quân sự, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo thêm, mọi hành động xâm phạm biên giới quốc gia sẽ kích hoạt mệnh lệnh bắn tiêu diệt. Truyền thông Belarus không nêu rõ đơn vị mà ông Lukashenko đến thăm, mà chỉ biết là căn cứ này gần thị trấn Asmiani. Trong khi đó, nhóm giám sát độc lập Belarusky Gayun cho biết, quân đội Belarus đã điều động lữ đoàn cơ giới số 19 gồm tiểu đoàn cơ giới độc lập số 1 và tiểu đoàn xe tăng độc lập số 4 cùng hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe cơ giới đến khu vực Asmiani. Litva, một thành viên của Liên minh châu Âu EU và NATO, từng đề nghị hỗ trợ phe đối lập của Belarus, đã chứng kiến mối quan hệ ngày càng xấu đi nghiêm trọng với Minsk trong những năm gần đây. Điện Kremlin, nhân khẩu học là gót chân asin của Nga. Điện Kremlin nói rằng nhân khẩu học là gót chân asin là vấn đề sống còn đối với nước Nga. Nhân khẩu học có lẽ là gót chân asin, vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Nó không thể được giải quyết qua đêm. Và vì vậy, chúng tôi rất cần tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp có thể nhằm khắc phục tình trạng nhân khẩu học. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 26 tháng 3. Theo ông, cải thiện tình hình nhân khẩu học và đạt được mức tăng trưởng bền vững về tỷ lệ sinh là vấn đề sống còn đối với Nga. Ông Peskov cho biết vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga và Nga sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đời sống của các hộ gia đình bằng các phúc lợi dành cho các gia đình. Ông cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy các gia đình đông con là điều có thể và cần thiết. Gia đình có nhiều con nên trở thành một xu hướng. Đó là lý do tại sao các giá trị truyền thống rất quan trọng đối với chúng ta là vấn đề sống còn đối với đất nước. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ định năm 2024 là năm gia đình ở Nga. Trong thông điệp liên bang tháng trước, ông Putin thừa nhận, như nhiều quốc gia khác, Nga đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Do vậy, các cơ quan chính quyền, tổ chức xã hội cần hợp tác để đưa mô hình gia đình đông con trở thành chuẩn mực xã hội. Nếu chúng ta muốn tồn tại với tư cách là một dân tộc hay các nhóm dân tộc sinh sống ở Nga, thì mỗi gia đình phải có ít nhất 2 con. Để mở rộng và phát triển, mỗi gia đình cần ít nhất 3 con. Ông Putin phát biểu hồi tháng 2. Nga đã trải qua 2 thập niên suy giảm dân số dần dần sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tỷ lệ sinh ở Nga liên tục giảm kể từ những năm 1990. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga, dân số nước này tính đến đầu năm 2023 là 146,4 triệu người, giảm so với 149 triệu cách đây 20 năm. Đây không phải lần đầu tiên ông Putin kêu gọi người dân sinh thêm con. Hồi cuối năm ngoái, ông tuyên bố thúc đẩy tăng dân số sẽ là mục tiêu quan trọng của Nga trong những thập niên tới. Ukraine cảnh báo nóng về khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine SBU mới đây tuyên bố Ukraine có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea, nhưng chưa ra tay vì hiện Nga không sử dụng cây cầu này để vận chuyển vũ khí và đạn dược. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công Kiev, Kharkov khi hàng nghìn người Ukraine đang chịu cảnh mất điện, sống trong bóng tối. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn tại National Marathon vào tối thứ Hai ngày 25 tháng 3, ông Vasi Maliak, lãnh đạo SBU, nhấn mạnh rằng hiện tại Nga đã hoàn toàn không còn sử dụng cầu Crimea để cung cấp vũ khí và phương tiện chiến tranh tới chiến trường Ukraine sau khi cây cầu bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Kiev gần đây. Trước khi chúng ta tấn công cầu Crimea thành công, có 42-46 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược, thường đi qua đó trong một ngày. Ngày nay thì chỉ có 4-5 chuyến tàu mỗi ngày,
4 chuyến chở khách và 1 chuyến chở sản phẩm hàng hóa tiêu dùng nói chung, người đứng đầu SBU cho biết. Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018 sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ cách đây hơn 2 năm, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để Moscow vận chuyển vũ khí, đạn dược và binh sĩ tới chiến trường Ukraine. Để phá hủy tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga, Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu tấn công vào cầu Crimea. Cây cầu được cho là bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công lớn táo bạo bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Theo ông Maliak, Nga hiện đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn cây cầu này. Khi họ khôi phục lại cây cầu, có lẽ họ sẽ lại bắt đầu vận chuyển đạn dược. Khi đó, trên thực tế, chúng tôi sẽ một lần nữa gửi thông điệp xin chào tới họ. Người đứng đầu SBU nhấn mạnh, ám chỉ sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea nếu Nga nối lại việc vận chuyển đạn dược, vũ khí thông qua tuyến đường này. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea hay không, người đứng đầu SBU tự tin cho biết, tất nhiên chúng tôi có khả năng đó. Trong một diễn biến khác, Ukraine cho biết Nga vẫn nhắm mục tiêu vào Kiev và Kharkov bằng máy bay không người lái tấn công, trong khi các kỹ sư đang nỗ lực khôi phục điện cho hàng nghìn người sau các cuộc tấn công trước đó của Moscow vào lưới điện của Ukraine. Quân đội Ukraine rạng sáng 26 tháng 3 tuyên bố đã bắn hạ 12 máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev, không có báo cáo về tổn thất về người và không rõ liệu có thiệt hại trên mặt đất sau vụ tấn công. Tại Kharkov, chính quyền khu vực cho biết ít nhất 8 máy bay không người lái, cảm tử do Iran sản xuất đã nhắm mục tiêu vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ hoàn toàn. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga một ngày trước đó đã phá hủy một số mạng lưới điện của Kharkov, cũng như các cơ sở ở cảng Odessa ở Biển Đen và cảng sông Mykolaiv. Thống đốc Olesa Oleskiper cho biết hơn 300.000 cư dân bị mất điện vào cuối ngày 25 tháng 3 vì các cuộc tấn công nói trên. Nỗi lo khủng bố trỗi dậy từ sân sau của Nga. 4 nghi phạm khủng bố nhà hát ở ngoại ô thủ đô Nga đều đến từ Tajikistan, quốc gia đồng minh tại Trung Á, nơi được xem như sân sau của Moscow. Nga cuối tuần qua chấn động với vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô Moscow, khiến ít nhất 139 người không qua khỏi và hơn 180 người bị thương. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua. ISISK, chi nhánh tại Afghanistan của phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính phủ Mỹ cũng xác định nhóm này đứng sau vụ tấn công, cho hay họ đã thu thập được thông tin tình báo về nguy cơ khủng bố từ IS vào đầu tháng 3 và đã cảnh báo tới phía Nga. Tuy nhiên, 4 nghi phạm vụ khủng bố không đến từ Afghanistan mà đều là công dân Tajikistan, quốc gia Trung Á, từng thuộc Liên Xô và có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Nga. Tajikistan hiện là một phần của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu, liên minh mà Tổng thống Vladimir Putin từ lâu hy vọng trở thành phiên bản tương tự NATO. Tajikistan, quốc gia có dân số 10 triệu người, nằm kẹp giữa Uzbekistan, Afghanistan, Kyrgyzstan và Trung Quốc, là nước nghèo nhất trong số các nước từng thuộc Liên Xô. Tajikistan có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhưng chưa được phát triển đúng mức do đầu tư nước ngoài thấp và dữ liệu địa chất chưa đầy đủ. Tình trạng đói nghèo và thất nghiệp cũng đã thúc đẩy nhiều người Tajikistan tới Nga tìm việc. Ước tính hơn 3 triệu người Tajikistan hiện là lao động nhập cư ở Nga, hầu hết làm những công việc lương thấp trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Dù Nga ngày càng phụ thuộc vào lao động nhập cư để đáp ứng nhu cầu công việc trong nước, thái độ của người Nga đối với những người đến từ Trung Á và khu vực Caucasus nhìn chung không mấy tích cực. Tại Tajikistan ngày nay, những người có trình độ đại học hầu như không thể kiếm được công việc có đủ mức lương để họ xây dựng cuộc sống gia đình bình thường. Cuộc sống trong cảnh nghèo khổ, họ dễ dàng trở thành mục tiêu lôi kéo của những kẻ tuyển mộ Hồi giáo cực đoan. Một trong 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus cho biết, anh ta nhận chỉ thị từ một giáo sĩ Hồi giáo trên mạng, hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ để tiến hành vụ khủng bố và sát hại hết những người trong nhà hát. Số tiền này bằng thu nhập trong gần 5 năm của một lao động bình thường ở Tajikistan. Cùng với nghèo đói, xã hội Tajikistan cũng chất chứa những căng thẳng tôn giáo. Những người Hồi giáo bảo thủ là một trong những lực lượng chính chống chính phủ trong cuộc xung đột giai đoạn 1992 đến 1997, khiến hơn 150.000 người không qua khỏi và tàn phá nền kinh tế. Tổng thống Emomali Rahmon sau đó đã ban hành nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa xung đột tôn giáo, như là hạn chế xây dựng đền thờ Hồi giáo, cấm phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi đến thánh đường.
Bóng ma Hồi giáo cực đoan từ nước láng giềng Afghanistan cũng là một lý do khiến ông Rahmon thực hiện các chính sách này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những quy định nghiêm ngặt đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội ở Tajikistan. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan kết hợp với cuộc sống khó khăn ở quê nhà được cho là công thức hoàn hảo khiến 4 nghi phạm người Tajikistan bị lôi kéo vào hoạt động khủng bố. Nghi phạm Delarian Mirov, 32 tuổi, từng nhập cảnh vào Nga để tìm việc và được cấp tạm trú trong vòng 3 tháng ở thành phố Novosibirsk thuộc Siberia, nhưng giấy phép này đã hết hạn. Nghi phạm Sadarami Rachambazizos, 30 tuổi, được xác định là nhập cảnh vào Nga từ ngày 6 tháng 3, theo diện lao động nhập cư, nhưng không đăng ký nơi cư trú hợp pháp. Rachambazizos từng đến Nga làm việc và bị bắt vào năm 2018, với cáo buộc vi phạm thời hạn tạm trú dành cho người nhập cư. Nghi phạm khi đó bị phạt hành chính 2.500 rúp, rồi bị trục xuất khỏi Nga. Muhammad Sobi Fayot, 19 tuổi, nghi phạm trẻ nhất, đến Nga làm thợ cắt tóc và đăng ký tạm trú ở thành phố Ivanovo, phía đông thủ đô Moscow. Sansimidin Fariduni, 25 tuổi, người được xác định là chỉ huy của nhóm, làm việc trong một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở thành phố Podolsk, phía tây nam Moscow. Anh ta cũng từng là nhân viên sửa chữa và tạp vụ tại Krasnogorsk, vùng ngoại ô Moscow, nơi có khu phức hợp trung tâm mua sắm và nhà hát Krokus City Hall. Giới quan sát cho thấy hầu hết các vụ tấn công khủng bố liên quan tới phần tử Hồi giáo cực đoan ở Nga hơn 20 năm trước đều do người Chechnya thực hiện, như vụ bắt cóc con tin ở trường trung học Beslan năm 2004 khiến hơn 300 người không qua khỏi, hoặc vụ đánh bom ở chung cư năm 1999. Sau những cuộc tấn công khủng bố từ năm 2015 đều do các nhóm thân IS nhận trách nhiệm. Sau khi IS tuyên bố thành lập ở Syria và Iraq vào tháng 6 năm 2014, hàng nghìn người đã gia nhập lực lượng cực đoan này, trong đó có hàng trăm người đến từ Tajikistan. Một trong những người nổi bật nhất gia nhập IS là Gulmurod Khamimov, từng là sĩ quan lực lượng đặc nhiệm của Tajikistan trước khi đảo ngũ và gia nhập IS ở Syria năm 2015. Sự trỗi dậy của IS cùng các nhóm phiến quân Hồi giáo khác đã thúc đẩy người Nga mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria để bảo vệ chính quyền Tổng thống Bashar Assad từ năm 2015. Năm 2017, Nga cho biết Khalimov đã không qua khỏi trong cuộc không kích của họ ở Syria. Chiến dịch của Nga được coi là một trong những lý do quan trọng khiến IS bị đánh bại ở Syria. Tàn quân IS rút vào sa mạc để khôi phục lực lượng và tăng cường nhắm mục tiêu vào Nga do cho rằng Moscow đã đàn áp đạo Hồi. Nhóm này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom năm 2015 vào máy bay Nga đang đưa khách du lịch trở về từ khu nghỉ mát ở Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Hai năm sau, họ tuyên bố đứng sau vụ đánh bom cảm tử chuyến tàu điện ngầm ở Saint Petersburg khiến 15 người không qua khỏi. Hai tuần trước, vụ khủng bố nhà hát Krokus, lực lượng an ninh Nga cho biết đã truy quét các thành viên IS đang lên kế hoạch tấn công giáo đường Do Thái ở Moscow. Đầu tháng này, họ thông báo tiêu diệt 6 phiến quân IS ở khu vực Igustetia tiếp giáp với Chechnya. Giới quan sát cho rằng, bằng cách phản ứng của Nga đối với vụ khủng bố ở nhà hát Krokus cũng có thể gây chia rẽ giữa họ và Tajikistan, một trong những đồng minh truyền thống ở Trung Á. Quan hệ giữa Nga và Tajikistan trước đó đã có nhiều rạn nứt khi ảnh hưởng của Moscow ở sân sau ngày càng suy giảm do tác động của xung đột ở Ukraine. Armenia, quốc gia ở Trung Á là thành viên CSTO, hồi tháng 2 thông báo đình chỉ tham gia Hiệp ước An ninh Tập thể này. Động thái được cho là đòn giáng với hình ảnh của Nga trong khu vực. Hồi tháng 10 năm 2022, Tổng thống Rahmon đã gay gắt yêu cầu Nga tôn trọng Tajikistan. Ông cho biết Tajikistan đã phải cầu xin Nga tham dự diễn đàn Cộng đồng các quốc gia độc lập diễn ra ở nước này. Chúng tôi chưa bao giờ được Nga đối xử như đối tác chiến lược, chúng tôi muốn được tôn trọng, ông nói. Quan hệ song phương có thể chứng kiến những trắc trở nhiều hơn khi Nga nhiều khả năng phải xem xét lại chính sách khuyến khích nhập cư với những người đến từ Trung Á, theo giới quan sát. Nếu Nga thắt chặt chính sách nhập cư, cuộc sống của khoảng 1/3 dân số Tajikistan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, tạo thêm áp lực với quốc gia này. Căng thẳng giữa Mỹ và Israel đã bộc lộ rõ vào hôm 25 tháng 3 sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng, mở đường cho dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở dải Gaza, được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quyết định của Mỹ đã khiến Thủ tướng Israel Netanyahu hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới thủ đô Washington của hai cố vấn hàng đầu của mình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng của Mỹ.
Sau cuộc bỏ phiếu, văn phòng Thủ tướng Netanyahu ra thông cáo tuyên bố rằng quyết định không phủ quyết nghị quyết của Washington là một sự rút lui rõ ràng so với quan điểm trước đó của họ về cuộc xung đột ở dải Gaza. Israel ngay lập tức hủy chuyến thăm Mỹ của phái đoàn cấp cao, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zachi Hanebi và ông Ron Dermer, thành viên nội các chiến tranh và cố vấn thân cận của ông Netanyahu, nhằm trao đổi với phía Washington về các phương án thay thế cho cuộc tấn công vào Rafah. Về phía Mỹ, động thái này của Israel là bất ngờ và đáng tiếc. Có một chút ngạc nhiên và đáng tiếc là Israel dường như sẽ không tham dự các cuộc họp này. Chúng tôi tin rằng một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah sẽ là một sai lầm, không chỉ vì sự tổn hại dân thường, mà hậu quả của nó sẽ vô cùng to lớn. Chúng tôi sẵn sàng trình bày với Israel những kế hoạch giúp Israel vừa đạt được mục tiêu chính đáng, vừa không gây ra tổn hại quá mức cho dân thường hay làm suy yếu an ninh chung của Israel. Vì vậy, chúng tôi sẽ mong muốn tiếp tục có những cuộc thảo luận đó với họ. Chúng tôi hơi bối rối vì điều này. Một vài điểm cần được nêu rõ. Thứ nhất, đó là một nghị quyết không mang tính ràng buộc. Thứ hai, việc Mỹ bỏ phiếu trắng không hề thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Nó rất phù hợp với những điều mà chúng tôi đã nói. Chúng tôi muốn có một nghị quyết và phải quyết định chính sách của mình là gì. Trong khi đó, cũng trong ngày 25 tháng 3, tại Washington, Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ không thể kết thúc những giao tranh chống lại Hamas cho đến khi lực lượng này thả các con tin. Việc thiếu một chiến thắng quyết định ở Gaza có thể đưa chúng tôi đến gần hơn với một cuộc xung đột ở phía Bắc. Trong cuộc gặp đầu tiên với Cố vấn An ninh Rex Sullivan, tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu diệt Hamas và đưa các con tin về nhà. Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch chống lại Hamas ở mọi nơi, kể cả ở những nơi chúng tôi chưa đến. Theo các nhà phân tích, việc Israel đe dọa thực hiện cuộc tấn công như vậy khiến quan hệ với đồng minh Mỹ trở nên căng thẳng, đồng thời đặt ra vấn đề liệu Mỹ có hạn chế viện trợ quân sự nếu ông Netanyahu bất chấp sự ủng hộ của Mỹ về việc triển khai kế hoạch này hay không. Trong khi đó, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024, ông Biden đang chịu sức ép không chỉ từ các đồng minh của Mỹ mà cả những thành viên trong Đảng Dân Chủ rằng phải kiềm chế chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza.